chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Đỗ Quang Nghĩa mắc hội chứng thắt lưng hông. Thưa quý vị, ở vùng cột sống thắt lưng của mỗi người, các rễ dây thần kinh tủy sống từ L1 đến L5 có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi cột sống hoặc đĩa đệm ở vùng thắt lưng bị tổn thương, sẽ làm tổn thương các rễ dây thần kinh, gây ra hội chứng thắt lưng hông, còn gọi là hội chứng rễ thần kinh thắt lưng cùng. Hội chứng thắt lưng hông là một tổn thương kết hợp bởi hai hội chứng nhỏ hơn là hội chứng cột sống và hội chứng rễ thần kinh. Đây là tình trạng bệnh lý liên quan tới các rễ thần kinh, các dây thần kinh tủy sống tại vùng thắt lưng và đoạn cuối của tủy sống, vùng tủy cùng. Khi mắc hội chứng thắt lưng hông, bệnh nhân thường có triệu chứng của các hội chứng phối hợp, hội chứng cột sống và hội chứng rễ thần kinh. Trong đó, mỗi hội chứng lại có nhiều triệu chứng khác nhau như với hội chứng cột sống. 1. Đau cột sống thắt lưng. Có thể đau đột ngột, đau sau chấn thương hoặc đau xuất hiện từ từ. Bệnh nhân thường chỉ đau ở một số đốt sống nhất định, đau dữ dội hoặc âm ỉ. Khi ấn trên các mỏm gai các đốt sống sẽ thấy đau chói ở đốt sống bị bệnh. 2. Cột sống bị biến dạng. Biểu hiện ở tình trạng thay đổi đường cong sinh lý, mất ưỡn hoặc giảm ưỡn cột sống thắt lưng, bị gù hoặc lệch vẹo cột sống. 3. Giảm biên độ hoạt động của cột sống thắt lưng. Hạn chế các động tác cúi người, ngửa người, nghiêng hoặc xoay cột sống. Với hội chứng rễ thần kinh, 1. Đau rễ thần kinh. Đau lan dọc theo đường đi của rễ thần kinh và triệu chứng đau nhức buốt như bị mưng mủ. Đau tăng khi đi, đứng, ho hoặc hắt hơi và giảm khi nghỉ ngơi. Có người bị đau liên tục ở mọi tư thế. 2. Tê bì tay chân. Mất cảm giác, giảm khả năng đi lại, lao động và sinh hoạt. 3. Có dấu hiệu căng rễ thần kinh. Phát hiện bằng cách khi ấn trên đường cạnh sống ngàn, điểm giữa của khe gian đốt thì bệnh nhân thấy đau. Thưa quý vị, phương pháp cấy chỉ cắt hút trong điều trị các bệnh lý về xương khớp đã và đang được nhiều bệnh nhân tin tưởng điều trị, bởi đây là một phương pháp hoàn toàn không sử dụng thuốc, không phẫu thuật, gây đau đớn, ít biến chứng, mang lại hiệu quả điều trị lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.